Thầy chào các em học sinh khối 6 đã đến với tiết học trực tuyến hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp hôm nay. Các em học sinh thân mến, gia đình là chiếc nôi êm ả nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Trong chiếc nôi đó, chúng ta được nghe những lời ru của bà, của mẹ, lời dạy của ông, của cha, tiếng cười giòn tan trong mỗi bữa cơm, những lần sum họp cùng nhau làm việc nhà. Những hình ảnh âm thanh sống động đó đã giúp cho mỗi thành viên trong gia đình trở nên gắn bó không có gì có thể thay thế được. Tiếp nối nhiệm vụ 1 và 2 mà các em đã được tìm hiểu ở tuần trước, tiết học trực tuyến hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 3, 4 và 5 của chủ đề 4, nuôi dưỡng quan hệ gia đình tiếp theo. Bây giờ, thầy trò chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu bài học nhé. Các em nhớ chú ý theo dõi bài thật tập trung. Đầu tiên, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 3, thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên. Thầy mời các em lắng nghe bài hát sau đây. Đây là bài Cây gia đình, nhạc của Quỳnh Hợp và lời thơ của Nguyễn Thị Mai. Thấy đấy, lời bài hát thể hiện rất rõ vai trò của gia đình đối với mỗi người chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 la mã thực hiện một số việc làm để chăm sóc gia đình. Chúng ta cũng có thể theo gợi ý sau đây, có thể là chúng ta sẽ chào hỏi thăm chuyện trò với người thân. Chúng ta thể hiện được cái việc quan tâm chăm sóc gia đình bằng cách là chúng ta chăm sóc những cái người thân lúc như là ba mẹ hoặc là ông bà mà cảm thấy mệt mỏi, hoặc là chúng ta có thể tham gia cùng làm việc nhà để giúp đỡ cho bố mẹ và người thân của mình. Chúng ta hãy chia sẻ về sự cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Sau khi các em chia sẻ xong thì các em hãy cho thầy cô và các bạn trong lớp biết là cái cảm xúc của mọi người trong gia đình khi mà em thể hiện sự quan tâm hay là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đã thay đổi như thế nào. Các em nhớ thực hành ở nhà và sau đó chia sẻ cùng với thầy cô và các bạn trong lớp của mình nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang nhiệm vụ 4, đó là chia sẻ những cái khó khăn cùng với bố mẹ và người thân. Các em thấy là những cái khó khăn mà các gia đình thường gặp trong thời gian gần đây đó là gì? Và em đã làm gì để chia sẻ với bố mẹ? Ví dụ như là các em thấy trong hai cái bức tranh mà các em có thể quan sát được, thì ở bức tranh bên tay trái của chúng ta là mẹ đang làm việc rất là vất vả, thì chúng ta cũng có thể có những cái hành động chăm sóc để thể hiện được cái sự quan tâm của mình dành cho mẹ. Đó là đắp mền cho mẹ nè, lúc như mẹ mệt mỏi ngủ, hoặc là ở bên tay phải của cái bức hình thì chúng ta thấy rằng là một cái em bé đã đút cho người bà của mình ăn trong lúc mà người bà cảm thấy mệt mỏi và đang bị ốm, đúng không nè? Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau thực hành chia sẻ những khó khăn cùng với bố mẹ.
Thầy có những cái tình huống sau đây để cho chúng ta tham khảo cùng nhau thảo luận để mà chúng ta hiểu được những cái chia sẻ, những cái cách để mà chúng ta chia sẻ những cái khó khăn cùng với bố mẹ hoặc là người thân của mình. Tình huống thứ nhất đó là mẹ em bị ốm, hàng ngày bố vẫn phải đi làm, chị gái và em phân công nhau để chăm sóc mẹ. Em nói lời động viên mẹ như thế nào để mẹ vui hơn? Hay là tình huống 2 là bố em đi công tác xa 2 tháng, mẹ thường đi làm cả ngày, công việc cũng rất vất vả. Em đã làm gì để gia đình giữ được không khí ấm áp, bớt đi sự vắng bóng của bố trong gia đình? Tình huống 3 đó là trận lũ lụt vừa qua, gia đình em bị cuốn trôi một số tài sản lớn, bố mẹ em rất buồn vì mất mát này. Em đã làm và nói gì trong tình huống này để thể hiện sự chia sẻ khó khăn cùng với bố mẹ? Tình huống 4, do tác động của đại dịch Covid-19 nên bố em tạm thời bị mất việc làm, công việc bán hàng của mẹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, gia đình thực sự gặp khó khăn. Em có thể làm gì trong tình huống này để giúp đỡ bố mẹ? 4 tình huống này thật là thú vị và nó cũng rất gần gũi với chúng ta, phải không nào? Thì ở tình huống thứ nhất, khi gia đình có người ốm thì chúng ta có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách là chúng ta chăm sóc việc ăn uống, vệ sinh cho người bị ốm nè. Chúng ta có thể động viên, khích lệ, nói năng nhẹ nhàng. Chúng ta giữ một cái không gian yên tĩnh và thông thoáng cho những cái người thân, ông bà, cha mẹ của mình có thể nằm nghỉ ngơi trong lúc mà bị ốm. Hay tình huống 2, khi gia đình có bố hoặc mẹ đi công tác xa thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ bố mẹ bằng cách là chúng ta phụ trách chăm lo việc nhà theo sức của mình. Chúng ta cũng có thể chủ động và khẩn trương hoàn thành công việc học tập để có thời gian giúp đỡ gia đình. Chúng ta cũng có thể dành thời gian trò chuyện cùng với mọi người trong gia đình để giữ được một cái không khí ấm áp, bớt đi sự vắng bóng của các thành viên trong gia đình. Còn tình huống thứ ba, khi mà gia đình chúng ta gặp biến cố thì việc đầu tiên chúng ta làm là phải luôn bình tĩnh và luôn lạc quan, và điều đặc biệt là chúng ta cần phải có một cái động thái, đó là động viên người thân của mình. Chúng ta hãy cùng với người thân của mình làm một cái việc gì đó, ví dụ như là đi bộ hay là gặp gỡ chuyện trò với mọi người để mọi người quên đi những cái biến cố, những cái tuyệt vọng. Còn ở tình huống thứ tư, khi gia đình em gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch Covid thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ, quan tâm đến những thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ của mình, bằng cách là chúng ta có thể tham gia thực hiện công việc nhà giúp bố mẹ. Chúng ta có thể sử dụng cái thời gian hợp lý cho việc học tập và giúp đỡ gia đình. Chúng ta hãy rèn cho mình một cái ý chí và nghị lực. Chúng ta cố gắng đi học đầy đủ, quyết tâm học tập để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Đó cũng là một cái cách để cho chúng ta thể hiện sự quan tâm giúp đỡ những người thân trong gia đình, các em nhé. Bây giờ các em hãy chia sẻ những việc mà các em đã làm cùng với bố mẹ và người thân để chúng ta vượt qua những khó khăn. Thì các em thấy đấy, khó khăn là một phần trong cuộc sống mà gia đình nào cũng thường hay gặp phải. Khi cùng nhau cùng chung sức vượt qua những khó khăn, gia đình của chúng ta sẽ trở nên gắn kết và bền vững hơn. Các em hãy chia sẻ cùng với thầy cô và các bạn trong lớp về những cái khó khăn của gia đình em và những việc mà em đã làm để mà cùng giúp đỡ gia đình mình vượt qua khó khăn trong cái tiết hoạt động trải nghiệm sắp tới, các em nhé. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 5, đó chính là quan tâm đến sở thích của người thân. Các em thấy là việc biết các sở thích của các thành viên trong gia đình, nó sẽ giúp cho chúng ta quan tâm và hiểu nhau hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể là biết được những cái sở thích trồng cây của ông bà, hoặc là những cái món ăn mà mẹ yêu thích, hoặc là cái sở thích của bố như thế nào. Bây giờ để thực hiện được cái nhiệm vụ này, thầy gợi ý cho các em chúng ta cũng có thể thực hành bằng cách là chúng ta thực hành theo nhóm, chúng ta hoạt động theo nhóm. Chúng ta có thể chia cái lớp của chúng ta ra thành 3 nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, mỗi nhóm thì có thể khoảng hơn 10 bạn. Thì ở nhóm 1 chúng ta có thể đưa ra những cái việc làm, những cái câu hỏi để tìm hiểu sở thích của người thân trong
một chuyến đi tham quan dã ngoại của gia đình, hay là nhóm 2 chúng ta có thể đưa ra những cái việc làm, câu hỏi để tìm hiểu cái sở thích, cái khẩu vị ăn uống của người thân. Còn nhóm 3 chúng ta có thể thực hiện là em đã biết được sở thích của các thành viên trong gia đình, hãy đưa ra câu hỏi và thực hiện sở thích đó với họ. Sau đây là phần gợi ý của thầy mà các nhóm của các em cũng có thể thực hiện. Nhóm 1 thì chúng ta cũng có thể đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là mẹ thích đi đâu chơi, hoặc là con rất thích chuyến đi này, bố muốn đi câu cá không, đây là buổi dã ngoại mà con thích nhất đấy. Thì chúng ta cũng có thể đặt ra những cái câu hỏi gợi mở để mà chúng ta thực hiện sự quan tâm đối với gia đình của mình. Hay là nhóm 2, nhóm 2 thì mẹ ơi, mẹ thích ăn đồ luộc hay đồ xào? Hay là bố ơi, bố thích ăn món thịt hay là món cá hơn? Hay ông ơi, ông ăn thêm canh nữa nhé. Nhóm 3 thì chúng ta cũng có thể thực hiện là chúng ta đưa ra những cái tình huống, những cái gợi ý, ví dụ bố con mình tập cùng nhau tập thể dục nhé, hoặc là mẹ ơi, con phụ mẹ nấu cơm nhé. Thì đó cũng là một trong những cái cách mà chúng ta tìm hiểu những cái sở thích của người thân của chúng ta. Tiếp tục cũng giống như nhiệm vụ 3 và nhiệm vụ 4. Ở nhiệm vụ 5 này, các em hãy chia sẻ việc làm hoặc là tình huống mà em quan tâm đến sở thích của gia đình em. Các em hãy chia sẻ với thầy cô và các bạn của mình trong cái tiết học hoạt động trải nghiệm trực tuyến các em nhé. Vừa rồi, thầy trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu nhiệm vụ 3, 4 và 5 của chủ đề 4, nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà. Các em cố gắng thực hành các yêu cầu của nhiệm vụ 3 và 4, 5. Học sinh cũng chuẩn bị cho những cái chủ đề tiếp theo. Thầy trò chúng ta vừa đi tìm hiểu chủ đề 4, nuôi dưỡng quan hệ gia đình tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây đã hết. Thầy chúc các em luôn luôn dồi dào sức khỏe và ngày càng học tốt các em nhé.